xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi thân chăm chỉ siêng năng, bạn sẽ được trả công hậu hĩnh. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 chỉ ra rằng với tính triều thương chịu khó, còn giáp này sẽ được mọi người xung quanh yêu mến và ghi nhận. Họ cũng muốn hỗ trợ bạn nhiều trong cuộc sống. Tử vi tháng 7 âm lịch nhờ cỏ dưỡng nhập mệnh mà còn giáp người tuổi thân rất chịu thương chịu khó. Bản mệnh luôn sẵn sàng đổi mặt với những trở ngại xuất hiện trong tháng này không một chút kêu ca oán giận. Không nhận thấy tháng 7 âm lịch, những chú rồng còn có thể làm rất tốt thể hiện khả năng ăn nói, tài giao tiếp nổi trội của mình. Cách cư xử hào phóng và tính cách đáng tin cậy sẽ trở thành bàn đạp để dẫn tới thành công, may mắn sẽ theo bạn. Dù vận trình cuộc sống có nhiều thăng trầm nhưng con giáp tuổi thân không vì thế mà bi quan. Bạn có một tinh thần mạnh mẽ và điều này hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong tháng 7 âm lịch này. Tam hợp thu hút những điều tốt đẹp về khía cạnh tình cảm đến với con giáp này. Người độc thân thời gian này rất nhiệt tình, không gọi bỏ. Hình tượng như vậy có thể thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người khác phải. Tha hồ trả lời tin nhắn và sắp xếp các cuộc hẹn ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản mệnh do đó không được lơ là hay chủ quan nhất là khi di chuyển đi đường xa không được chủ quan vì việc phóng nhanh vượt ẩu sẽ dễ gây ra tai nạn bất ngờ Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng 7 âm lịch có thiên ẩn chỉ ra một vài mục tiêu và dự định cá nhân của bạn sẽ bắt đầu gặt hải kết quả, vì vậy hãy cố gắng nắm bắt cơ hội. Tháng 7 âm lịch tuy phải vất vả nhưng công sức của bạn được đền đáp xứng đáng, thỉnh thoảng phải tăng ca nhưng bạn hoàn thành xuất sắc công việc. hỗ bật phò tả nên những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn nhưng chỉ cần được tháo gỡ thì mốc nổi quan trọng là bạn đã có thể hoàn thành xuất sắc những vấn đề cần xử lý. Nếu bản mệnh đang đi xin việc làm rất có nhiều rào cản trong cuộc phỏng vấn, bạn phải khéo léo, tự tin mới vượt qua cuộc phỏng vấn. Đồng thời, cần chú ý tới vấn đề ăn mặc sao cho lịch sự trang nhã nhất có thể. 2. Luận về phương diện tài chính Hữu vật giúp đỡ càng gia tăng thêm phần tốt đẹp về khía cạnh tiền bạc đối với con giáp này. Ngoài ra, cần đề phòng kẻ xấu hãm hại bạn sau lưng sẽ có rất nhiều người ghen tị nếu bạn kiếm được nhiều tiền hơn họ. Cho dù bản mệnh có nhiều hậu thuẫn nhưng không nên tham gia những thương vụ phụ thuộc quá nhiều vào mai rủi, tránh xa những khoản mà bạn không có đủ năng lực, sự hiểu biết. Nói chung, còn giáp người tuổi thân không phù hợp với phương thức đầu tư mạo hiểm. Khoản đầu tư lớn chứa nhiều sự rủi ro, chỉ khi cân nhắc mới có thể trút hiệu quả và tránh được áp lực kinh tế hại an phận với công việc mình đang làm. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng 7 âm lịch, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho mối quan hệ xung quanh của con giáp người tuổi thân trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết. Bản mệnh có thể nhận được sự che chở từ người thân, bạn bè hơn ai hết còn giáp người tuổi thân cảm thấy trân trọng những mối quan hệ này vô cùng. Vận trình tình cảm của những chú rồng lúc này cũng khá rực rỡ, những bạn còn đang độc thân sẽ gặp được mỗi lương duyên tốt đẹp. Tiến tới việc hẹn hò những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc mặn nông, bạn rất hiểu và thông cảm cho những tính cách của người ấy, cả hai sẽ âm thầm vùng đắp tình cảm thêm phần thăng hoa. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng bảy âm lịch còn giáp người tuổi thân nên quan tâm nhiều hơn tới phương diện sức khỏe của bản thân. Ngày này dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Cuộc di chuyển những chuyến du lịch ngắn ngày sẽ giúp bạn làm mới tâm trí sau khoảng thời gian vùi mình vào công việc. Ngoài ra, những lúc có nhất bạch bài về hướng chính đồng cho thấy gia đình của người tuổi thân có người phải di chuyển xa nhà, nên chú khi tham gia giao thông trên đường. Cảm nền phượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 7 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi nhâm thân sang năm 1952 mệnh thủy nam sao một đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết đôi khi sự mộng mơ của bạn lại mang lại những lợi ích nhất định quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi mão tiểu nhân tuổi tuất tuổi tỷ màu sắc may mắn màu đen màu hồng hai Tuổi giáp thân sinh năm 1964 mệnh hỏa, năm sao phần hưởng nữ sao la hầu khẩu quyết, những áp lực là cần thiết để bạn biết cách khai phát khả năng của mình. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi dần, màu sắc may mắn màu tím, màu xanh lá. 3. Tuổi Bính Thân, sau năm 1976 mệnh thổ, năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết Đặt trái tim của mình vào việc chuẩn bị những bữa ăn ngon cho những người thân yêu của mình Quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi thân, tiểu nhân tuổi dậu tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen 4. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1988, mệnh mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Có những giấc mơ của bạn đang trở thành hiện thực. Quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi tí, tiểu nhân tuổi mão tuổi hợi, màu sắc may mắn màu trắng màu tím. Năm tuổi canh thân sinh năm 2000 mệnh kim. Nam sao vần hưởng nữ sao la hầu khẩu quyết. Khi cảm thấy bế tắc hãy tìm với thiên nhiên, tới những không gian rộng lớn hơn. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ,